Rất vui được gặp lại các bạn. Với video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách chụp và chỉnh sửa hình ảnh ở trong cái phần mềm Pixel và sử dụng chức năng này. Ở trong cái mục Insert sẽ có một chức năng là chèn cái ảnh trực tiếp, đúng không ạ? Và các bạn để kích chọn chèn vào đấy và các bạn chọn cái phần này thì phần mềm sẽ thu lại và các bạn thấy là cái hình ảnh nó sẽ bị mờ đi. Và các bạn muốn chụp cái phần nào thì các bạn sẽ kéo cái vùng đấy. Và bây giờ thì cái vùng cái hình ảnh của mình đã được chụp vào ở trong Excel ở đây, đúng không ạ? Và để chỉnh sửa được cái hình ảnh này thì các bạn làm như sau. Ví dụ bây giờ mình to quá thì mình cho nó nhỏ lại, đúng không ạ? Mình sẽ kéo cho nó nhỏ lại. Mình sẽ cho nó lại đây. Và để chỉnh sửa được cái ảnh này ấy, thì nó có nhiều cái chức năng. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng chức năng 3D chẳng hạn. Đây, các bạn sử dụng chức năng 3D. Các bạn nhìn thấy này, khi mình sử dụng chức năng 3D ấy, thì cái ảnh của mình nó cũng thay đổi theo luôn. Các bạn nhớ nhé. Đây, tức là các bạn muốn cái ảnh của các bạn có cái chức năng nào đấy, các bạn sử dụng cái chức năng đấy. Và khi mà chúng ta điều chỉnh chức năng ở đây các bạn này, thì các bạn để ý cái phần chiều cao và chiều rộng của nó ở đây. Các bạn muốn thay đổi thì các bạn có thể là bấm đây, tức là thay đổi theo ý của các bạn đấy, thì thay đổi ở đây. Hoặc là các bạn cũng chọn, có thể chọn group được, group bức ảnh, đúng không? Thì bây giờ các bạn chọn group thì bây giờ sẽ cắt một phần nào đấy. Ví dụ như mình sẽ cắt cái phần dưới này đi chẳng hạn, mình sẽ cắt cái phần dưới này đi, đúng không ạ? Mình sẽ chọn group mà, thì các bạn thấy này, thì cái bức ảnh của mình nó đã bị cắt đi một phần nào đấy rồi, đúng không ạ? Đấy chính là cái cách chỉnh sửa. Hoặc là các bạn cũng có thể chọn border, tức là chọn cái đường viền ấy. Mình sẽ chọn là đường viền là to, đúng không? Đây, đường viền của mình là 4 đây. Còn cái màu của đường viền mình sẽ thay đổi lại. Ví dụ sẽ cho màu vàng đi chẳng hạn, màu xanh đi, đúng không? Đấy, thì đây chính là cái cách để giúp các bạn có thể chèn hình ảnh vào và có thể sửa được cái hình ảnh của các bạn vừa chụp để chèn vào trong file Excel. Và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Và sau đó các bạn xem video ấy, nếu các bạn thấy video của Học Từ Đầu có ích thì các bạn có thể bấm đăng ký subscribe để theo dõi những video tiếp theo sau của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.